Quốc nhân. Yên của rẫn. Yên của rẫn. Người Trung Quốc. Trung của rẫn. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Hãy thử nói tiếng Anh nguyên văn là Anh ngữ. Yên ngữ. Yên ngữ. Tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Hãy nói tôi là người Anh. 我是英国人. 我是英国人. Bạn là người nước nào? 你是哪国人? Là người Việt Nam à? 是越南人吗? Bạn là người Trung Quốc phải không? 你是中国人吗? Không phải, tôi là người Anh. 不是,我是英国人. 不是,我是英国人. Hãy nhắc lại cụm từ học sinh của Đại học Ngôn ngữ. 语言大学的学生. 语言大学的学生. Học sinh của Đại học Ngoại ngữ. 外语大学的学生. 外语大学的学生. Bây giờ hãy nghe từ cái gì, gì. 什么. 神. 神. 么. 么. 什么. Từ này tuy là sấn mơ, nhưng trong khẩu ngữ đọc thành sấm mơ, sấm mơ. Hãy nói lại cái gì, gì. Sấm mơ, sấm mơ. Họ gì? Xin sấm mơ, xin sấm mơ. Anh họ gì? 你姓什么? 你姓什么? Xin hỏi anh họ gì? 请问你姓什么? 请问你姓什么? Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. 我姓陆，叫陆雨萍. 我姓陆，叫陆雨萍. Anh uống gì? 你喝什么? 你喝什么? Anh cần gì? Anh lấy gì? 你要什么? 你要什么? Xin hỏi cô cần gì? 请问你要什么? 请问你要什么? Tôi lấy cà phê Việt Nam. Tôi cần cà phê Việt Nam. 我要越南咖啡. 我要越南咖啡. Xin hỏi anh uống gì? 请问你喝什么? 请问你喝什么? Chúng tôi đều uống cà phê. 我们都喝咖啡.
我们都喝咖啡。 Hãy thử nói, đại học gì, đại học nào? Nguyên văn là, cái gì đại học? 什么大学? 什么大学? Đại học ngoại ngữ. 外语大学. 外语大学. Học viện gì, học viện nào? 什么学院? 什么学院? Học viện ngôn ngữ. 语言学院. 语言学院. Hãy nói lại. Anh họ gì? 你姓什么? Mình họ Mã, tên là Mã Đại Vi. 我姓马，叫马大为。 我姓马，叫马大为。 Hãy nghe từ Canada. 加拿大. 加. 加. 拿. 拿. 大. 大. 加拿大. 加拿大. Hãy nói Canada. 加拿大. Người Canada. 加拿大人. 加拿大人. Người Anh. 英国人. 英国人. Người Việt Nam. 越南人. Người Trung Quốc. 中国人. Hãy thử hỏi, anh là người Canada à? 你是加拿大人吗? 你是加拿大人吗? Hãy nghe từ Mỹ, nước Mỹ, nguyên văn là Mỹ Quốc, Mỹ Quốc. Mỹ, Mỹ, Quốc, Quốc, Mỹ Quốc, Mỹ Quốc. Hãy nói nước Mỹ, Mỹ Quốc. Nước Anh, Yên Quốc. Trung Quốc, Trung Quốc. Việt Nam. Việt Nam. Người nước Mỹ. Người Mỹ. Người Mỹ. Mỹ của rắn. Mỹ của rắn. Hãy thử trả lời. Tôi không phải người Canada, tôi là người Mỹ. 我不是加拿大人，我是美国人。我不是加拿大人，我是美国人。Tôi không phải người Canada, tôi là người Việt Nam. 我不是加拿大人，我是越南人。我不是加拿大人，我是越南人。 Tôi không phải người Canada, tôi là người Trung Quốc.